Xin kính chào quý vị và các bạn. Và hiện tại tôi, Quỳnh Đông, đang có mặt tại biển Đà Lạt, thuộc xã Đà Lạt, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Khánh Hòa. Và ngồi bên cạnh tôi đây là anh Long. Quý vị cũng biết rồi ha, anh Long đẹp trai như quý vị. Chào anh Long, nói gì đây? Xin chào quý vị đây. Xin chào mọi người. Và hôm nay là ngày lễ 1 tháng 5, hai anh em tôi có mặt ở dưới biển Đà Lạt để xuống đây ngồi tâm sự hàng phiên. Tôi ước ao một mai trở về thăm cõi hương, tìm lại bóng dáng xưa bấy lâu nay không gặp. Bạn bè thân của tôi chắc gặp nhau rất vui, kỷ niệm ngày xưa đó tôi không bao giờ quên. Tôi ước ao một mai trở về thăm bến xưa, dòng sông vẫn mắt trong luôn mong tôi quay về. Mẹ cha yêu của tôi chắc giờ đang rất mong. Tôi nằm ôm nỗi buồn, nhìn về xa xưa với những tháng năm tuổi thơ. Ôi quê hương của tôi mãi chiều về đó đưa tôi qua dòng sông mát trong. Đêm tôi nằm ôm nỗi buồn, chờ sóng lên tuôn khi nhớ đến cha mẹ.